huấn luyện viên Pulkin đáp trả về nguy cơ bị huấn luyện viên Park Hang-seo thay thế. G-Dragon âm tính tất cả xét nghiệm, vô tội với ma túy. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Huấn luyện viên Pulkin đáp trả về nguy cơ bị huấn luyện viên Park Hang-seo thay thế. Huấn luyện viên Mano Pulkin đã có câu trả lời đầy bất ngờ khi nhận được đặt vấn đề về việc bản thân ông có thể bị sa thải nếu đội tuyển Thái Lan để thua chủ nhà Singapore. Trước trận đấu gặp chủ nhà Singapore vào tối ngày 21 tháng 11, đội tuyển Thái Lan có buổi tập chính thức trên sân vận động quốc gia Singapore. Sau buổi tập cùng toàn đội, huấn luyện viên Pulkin thoải mái nán lại sân để trả lời các câu hỏi từ cánh báo chí. Một phóng viên đã đặt câu hỏi, nếu tiếp tục thua, đây có thể là trận đấu cuối cùng của ông với đội tuyển Thái Lan. Vậy ông có cảm thấy áp lực hay không? Huấn luyện viên Pulkin đã trả lời một cách dứt khoát, nếu đội tuyển Thái Lan để thua Singapore, việc sa thải tôi là điều hợp lý. Về đối thủ Singapore, ông Pulkin nhận định, như tôi đã nói, đây là một trận đấu rất quan trọng. Singapore đã thua ở trận đầu tiên và đây cũng là cơ hội cuối cùng của họ. Do đó, trận đấu sẽ trở nên rất khó khăn cho chúng tôi. Nhưng tôi có sự tự tin rằng đội tuyển Thái Lan sẽ đứng dậy. Đừng lãng phí thêm thời gian suy nghĩ về trận thua trước Trung Quốc. Thái Lan cần 3 điểm ở trận gặp Singapore. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi hướng đến. Trước khi bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Huấn luyện viên Pulkin có trong tay lực lượng mạnh nhất với nhiều ngôi sao trở về từ châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, thất bại trong trận ra quân của voi chiến trước đội tuyển Trung Quốc đã khiến cho khán giả xứ sở chùa vàng phải thất vọng. Từ đó, nhiều ý kiến trái chiều đã bắt đầu xuất hiện. Trên mạng xã hội, những khẩu hiệu muốn ông Pulkin từ chức hoặc sa thải huấn luyện viên Pulkin xuất hiện tràn lan. Việc để thua ở trận đấu đầu tiên trước Trung Quốc khiến cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 của đội tuyển Thái Lan trở nên hẹp đi khá nhiều. Bởi, bảng C có sự xuất hiện của đội rất mạnh là Hàn Quốc, gần như nắm chắc vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Do đó, xuất vào vòng trong với vị trí nhì bảng sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Trung Quốc và Thái Lan. Vào lúc này, đội tuyển Thái Lan buộc phải giành 3 điểm trước Singapore để nuôi cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, tham vọng của voi chiến cũng gặp phải thử thách khi họ mất những cầu thủ trụ cột. Trong đó, việc Chanathip Songkrasin bị chấn thương mất cá chân trái chính là tổn thất lớn và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đội bóng xứ sở chùa vàng. G-Dragon âm tính tất cả xét nghiệm, vô tội với ma túy. Kết quả âm tính với ma túy của G-Dragon một lần nữa khiến dư luận đứng về phía Anh và cho rằng cuộc điều tra của cảnh sát là vô căn cứ. Theo tờ INA, Hàn Quốc, vào ngày 21 tháng 11, Viện Khoa học Pháp y Quốc gia đã thông báo cho đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Sở Cảnh sát Incheon rằng phân tích chi tiết móng tay của G-Dragon cho kết quả âm tính với ma túy. Trước đó, cảnh sát đã tiến hành một cuộc kiểm tra thuốc thử đơn giản trong khi điều tra G-Dragon, người bị nghi ngờ sử dụng ma túy theo đạo luật kiểm soát ma túy, đồng thời thu thập tóc và móng tay theo yêu cầu của Viện Khoa học Pháp y Quốc gia để phân tích chi tiết. Kết quả là nam nghệ sĩ có kết quả âm tính cả khi xét nghiệm nhanh ở ngày trình diện và xét nghiệm chuyên sâu mẫu tóc. Trên truyền thông, phía cảnh sát thông tin rằng họ nghi ngờ G-Dragon đã sử dụng ma túy tại quán bar giải trí vào tháng 12 năm ngoái dựa trên lời khai của A, 29 tuổi, nữ, quản lý một cơ sở giải trí ở Gangnam, Seoul. Hiện tại, tổng cộng 10 người, trong đó có G-Dragon và nam diễn viên Lee Sun-kyun, đang bị cảnh sát điều tra hoặc điều tra nội bộ vì nghi ngờ sử dụng ma túy. Nam diễn viên Lee Sun-kyun trước đó cũng nhận được kết quả âm tính trong xét nghiệm thuốc thử đơn giản và phân tích chi tiết tóc, lông chân. Dù vậy, trong quá trình điều tra của cảnh sát, Lee Sun-kyun thú nhận mình đã sử dụng ma túy nhưng không cố tình. Nam diễn viên nói, cô A đã lừa tôi và đưa cho tôi ma túy và tôi không biết đó là ma túy. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!